Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những diễn biến đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại điện Biên. Cảnh sát đột kích quán bar ở quận trung tâm Hà Nội, hơn 200 người bị mời về trụ sở. Sở phạt xe khách chở quá gấp đôi số người quy định. cảnh sát giao thông giải cứu nữ sinh nghi bị kẻ xấu dụ dỗ. Thành phố Hồ Chí Minh mua phải hàng giả hàng nhái thì phản ánh ở đâu trong dịp Tết? Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào vừa bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn tại Lào. Các đối tượng bị bắt giữ là Sùng A Dí, sinh năm 1995, trú tại xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vũ Thị Khánh Huyền sinh năm 1999 trú tại huyện Đức Cơ tỉnh Sa Lai bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai khởi tố vì hành vi phạm tội mua bán người. Ngày 29 tháng 7 năm 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặc biệt nguy hiểm là Sùng A Dí, đồng thời xác lập chuyên án D715 huy động lực lượng truy bắt đối tượng này. Đầu tháng 1 năm nay, qua công tác nghiệp vụ và kết quả phối hợp xác minh, công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Lào và thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, lai lịch, nơi ở nhằm che giấu thân phận, che mắt cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24 tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào bắt giữ thành công đối tượng sau 9 năm lần trốn truy nã tại Lào. Còn đối với đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền, sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 19 tháng 11 năm 2023 và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đặc biệt về tội mua bán người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trong đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bo Kẹo. Ngày 29 tháng 1, đối tượng Vũ Thị Khánh Huyền và các đối tượng có liên quan đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Bo Kẹo bắt giữ và dẫn giải an toàn về Việt Nam. Hiện các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 2 năm 2024, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đấu tranh củng cố tài liệu bắt giữ một số đối tượng là khách đến quán bar Star bar Club về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về việc phòng ngừa, đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự và các căn hộ cho thuê trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp thìn 2024. Ngày 3 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là chủ công, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra bar Star Bar Club trên phố Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo cơ quan công an, đúng 12 giờ đêm, hàng loạt các mũi tấn công thuộc nhiều lực lượng của công an thành phố đã tiến hành đột kích vào quán bar này. Thời điểm kiểm tra, hàng trăm thanh niên nam nữ vẫn đang bay theo tiếng nhạc mở công suất lớn. Tiến hành kiểm tra bất ngờ tại một số bàn rượu, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 2,366 gam cần sa, 1,826 gam MDMA và nhiều đồ vật dụng cụ có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã đưa 200 người, gồm cả khách và nhân viên, về trụ sở để kiểm tra, làm rõ, phân loại và xét nghiệm nước tiểu. Kết quả xác định có 32 đối tượng dương tính với ma túy. Ngày 6 tháng 2, công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu vi phạm về quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở dự án trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi, nằm trong khuôn viên bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, tại đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi. Theo tìm hiểu, năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 1. Dự án gồm các hạng mục, khu trưng bày, nhà rường cổ Việt, nhà văn hóa đa năng 2 tầng, nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể 2 tầng, nhà văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa. Mật độ xây dựng là 28,9%, nằm trong khuôn viên bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, diện tích gần 5.000m2, với tổng vốn đầu tư trên 31 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm thu hút người dân đến với bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do vướng mắc liên quan đến công tác đầu tư, đến tháng 9 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định thu hồi một phần đất của Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi để giao cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Đoàn Ánh Dương thuê thực hiện dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng của tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian thuê đất trong vòng 49 năm và dự án được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Đến đầu năm 2020, dự án được khánh thành gồm nhà trưng bày di sản văn hóa vật thể, nhà văn hóa đa năng, khu nhà rường cổ Việt và khu văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa. Thế nhưng tại đây đã mọc lên hai quán cà phê Lava Casa Coffee and Tea và cổ mộc bán nước giải khát cà phê ăn sáng hoạt động trong nhiều năm qua. Việc cho thuê đất là tài sản công nói trên đã khiến dư luận địa phương bức xúc, cử tri nhiều lần phản ánh về việc chủ đầu tư lợi dụng dự án xã hội hóa để kinh doanh cà phê một quán cà phê đã được chuyển công năng thành nơi trưng bày các hiện vật văn hóa sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương quán còn lại thì đang vẫn tiếp tục kinh doanh Liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông dịp Tết, mới đây Công an thành phố Hải Phòng thông tin trạm cảnh sát giao thông Quang Trung vừa xử phạt một trường hợp xe khách chở quá gấp đôi số người quy định. Theo đó, vào hồi 23 giờ 45 phút ngày 4 tháng 2 năm 2024, tại km số 12 cộng 500 quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18B, 025XX, loại xe 41 chỗ nằm, Do lái xe Vũ Văn Tê cũng là chủ xe điều khiển chạy tuyến cố định Hải Hậu Nam Định, móng Cái Quảng Ninh thuộc nhà xe TT. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe đang chở 81 người, gấp đôi số người theo quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông. Trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt 20 triệu đồng và buộc nhà xe chuyển tải hành khách sang phương tiện khác theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu lái xe phải cam kết không tái phạm. Mới đây tại trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an cho biết đã kịp thời ngăn chặn và chăm sóc một nữ sinh nghi bị kẻ xấu dụ dỗ. Trước đó vào trưa ngày 5 tháng 2, trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ nhận được tin báo của công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cháu HMK 13 tuổi, trú tại xã Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, nghi bị người lạ dụ dỗ lên xe khách để vào các tỉnh phía Nam. Quá trình điều tra, giám sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chốt đón chặn. Đến gần 20 giờ cùng ngày, tại km số 1101, cộng 400, thuộc địa phận xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Tổ công tác đã dừng xe khách mang biển kiểm soát 51B-31019 lưu thông theo hướng Bắc Nam, Kiểm tra trên xe, có bé gái đúng tên tuổi, đặc điểm nhận dạng như tin báo, nên đã tạm giữ cháu bé và chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần. Bước đầu qua làm việc, cháu HMK khai quen một người ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua Facebook, từ đó hai người mến nhau và đối tượng kia chủ động chuyển tiền để cháu HMK mua vé xe vào thành phố Hồ Chí Minh chơi. Hiện cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ phối hợp với công an địa phương lập biên bản và bàn giao cháu bé cho gia đình đưa về nhà. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Từ sáng sớm ngày 6 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, hàng ngàn khách hàng đã đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục chờ bay. Tại thời điểm này, các quầy thủ tục của nhiều hãng hàng không đều chen chúc người, xếp dài hàng trăm mét để đợi làm thủ tục. Hàng dài người đứng xếp hàng chờ trước quầy check-in của Vietjet Air, quầy check-in của Vietnam Airlines cũng chật kín người, ai cũng mang theo rất nhiều đồ đạc để về quê đón Tết. Vì sợ trễ chuyến bay ra đông đúc, một hành khách chia sẻ, anh bay về Chu Lai chuyến 10 giờ 30 phút của Vietnam Airlines, nhưng tranh thủ đến sớm từ 7 giờ, xếp hàng gửi hành lý vì bạn bè đều bảo sân bay quá tải. Đi sớm trước gần 4 tiếng thì khỏe, nhưng cũng sợ delay. Anh kể hôm trước anh có người thân bị delay từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối mới được bay. Trong khi đó, tại khu vực chờ ra máy bay, hành khách tỏ ra mệt mỏi vì thời gian chờ bay quá lâu. Một số người đã ngủ thiếp đi vì còn cách giờ khởi hành 2-3 tiếng không ra sớm thì sợ bị kẹt xe xếp hàng lâu, giờ phải đợi đến hơn 12 giờ mới được bay. Chị này hy vọng sẽ không phải delay nữa. Đây cũng là tâm trạng chung của nhiều hành khách. Tuy nhiên, so với ngày hôm qua, khu vực chờ ra máy bay của sân bay Tân Sơn Nhất sáng 27 Tết thông thoáng hơn, nhiều khu vực chờ cũng trống nhiều ghế. Hiện nay, sức mua hàng Tết tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên rõ rệt. Tại nhiều điểm bán lẻ như siêu thị, trung tâm thương mại và các chợ truyền thống cho thấy, sức mua đã tăng cao hơn hẳn so với cách đây một tuần. Tuy nhiên, theo các đơn vị chức năng, đây cũng là thời điểm các mặt hàng giả hàng nhái trà trộn tung ra thị trường. Vừa qua, các đơn vị quản lý thị trường đã bắt giữ nhiều hàng nhái hàng giả các thương hiệu nổi tiếng. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 1, đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an phường 5 quận 3 phát hiện 230 kg mứt gừng dẻo, hàng hóa không ghi xuất xứ, không hạn sử dụng, không nhãn hàng hóa theo quy định tại một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Thượng Hiền quận 3. Ngoài ra trong ngày 22 tháng 1, đội quản lý thị trường số 4 cũng đã phát hiện một điểm kinh doanh trên đường Trương Quốc Dung bán thực phẩm bao gói sẵn bao gồm ngũ cốc, táo khô, hạt điều, hạt óc chó, không có hóa đơn chứng từ, không nhãn hiệu, không ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng. Trước tình trạng trên, Ông Nguyễn Quang Huy, Phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người dân nếu vô tình phát hiện các mặt hàng giả, hàng nhái và không đảm bảo chất lượng trong tiêu dùng hàng ngày, có thể phản ánh bằng cách đến trực tiếp hoặc gửi thư đến địa chỉ bcd 389 a tphcm gov vn hoặc cqltt a tphcm gov vn hoặc gửi trực tiếp đến Cục Quản lý Thị trường Thành phố tại địa chỉ số 242 đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3 để được xử lý. Ngoài ra, người dân có thể gọi đến đường dây nóng của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tại số điện thoại 028 393 21014 hoặc Cơ quan Thường trực 389 Thành phố số điện thoại 028 393 22491. Tổng cục quản lý thị trường số điện thoại 1900 888 655. Các thông tin phản ánh của người dân sẽ được cục quản lý thị trường thông tin lại khi có kết quả giải quyết và giữ bí mật thông tin cá nhân theo quy định. Những ngày cận Tết Nguyên đán này, nhiều con đường ở phố cổ Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược chật kín người đi sắm Tết. Không chỉ nằm ở vị trí trung tâm thành phố hút khách tham quan, nơi đây còn có đủ các mặt hàng đáp ứng nhu cầu trang trí Tết. Hàng Lược là con phố nổi tiếng với các loại hoa, cây cảnh chơi Tết. Cứ từ 23 tháng Chạp, con phố này lại trở thành một khu chợ nhộn nhịp. Nhưng trước vài ngày, nhiều chủ hàng đã trưng bày đào quất để phục vụ những người có nhu cầu mua sắm sớm. Do diện tích hàng quán chật hẹp, hầu hết đào quất ở đây có dáng thế nhỏ, chủ yếu để trưng trong nhà. Những cành đào bé, đào răm được nhiều người chọn để bày bàn thờ cúng ông công ông táo. Tuy nhiên theo một chủ cửa hàng, lượng đào quất tiêu thụ thời điểm trước 23 tháng Chạp khá chậm thường sau Tết ông Táo, sức mua mới tăng lên. Nhiều du khách cũng lựa chọn thời gian này để ngắm cảnh chợ hoa vì không quá đông đúc và cảm nhận không khí Tết Hà Nội. Đây cũng là nơi các tay máy tìm đến để ghi lại những bức hình kỷ niệm. Phố Hàng Mã ngập tràn màu đỏ rực của các món đồ trang trí nhà cửa, cây cảnh. Đây cũng là con phố đông đúc nhất khu phố cổ vào những ngày này. Giữa môn vàn kiểu dáng, chất liệu của đồ trang trí, nhiều người hoa mắt vì khó lựa chọn. Vì năm 2024 là mừng năm mới Giáp Thìn nên các món đồ trang trí được thiết kế hình con rồng bày bán rất nhiều với ước vọng mang đến một năm mới giàu sang sung túc. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 5 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong đó, cục cảnh sát giao thông bố trí 6 tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện thường xuyên của các tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 1A. Các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xuyên Tết đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như người điều khiển xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn, có chất ma túy, vi phạm tốc độ, xe cơi nới, thành thùng. Các tổ công tác triển khai ở 58 địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an cấp huyện, thị thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông khác góp phần kiềm chế và làm giảm các vụ tai nạn giao thông theo cục cảnh sát giao thông trong thời gian qua đã cho thấy công tác đấu tranh xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã thực sự hiệu quả góp phần ngăn chặn hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm chuyên đề người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn ma túy quyết tâm hình thành bằng được thói quen văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe Đồng thời, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh quá trình xử lý vi phạm sẽ triệt để, không né tránh với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều xử lý nghiêm xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán sắp thìn 2023-2024, tính riêng trong năm 2023 cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa có công văn gửi các chuyên gia một số đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu đề xuất về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông việc đề xuất được căn cứ từ khía cạnh y tế như nồng độ cồn phát hiện trong cơ thể không do sử dụng rượu bia giới hạn nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đề nghị các chuyên gia, đơn vị gửi các đề xuất nội dung quy định về Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh trước ngày 20 tháng 2 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đề xuất từ các chuyên gia, các đơn vị chuyên môn sẽ là cơ sở để đơn vị này nghiên cứu, đề xuất quy định nồng độ cồn trong máu hoặc trong khí thở của lái xe. Hiện nay, Nghị định 100 năm 2019 quy định 3 ngưỡng nồng độ cồn tương ứng với 3 mức xử phạt đối với người điều khiển xe máy ô tô. Cụ thể đối với xe máy, mức thấp nhất là chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Mức cao nhất không vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện giao thông bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Với ô tô, mức thấp nhất chưa vượt quá 50mg trên 1ml máu hoặc chưa quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện giao thông bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Mức cao nhất không vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc 0,4mg trên 1 lít khí thở. Người điều khiển phương tiện giao thông bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Theo một số chuyên gia, mức xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn như hiện nay đã ở mức tương đối cao, tạo được sức gian đe tốt. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng pháp luật hiện hành quy định những người có nồng độ cồn ở mức trên 0,4mg trên một lít khí thở, dù cao đến mấy vẫn chung một hình phạt. Điều này chưa phù hợp và chưa tương xứng với mức độ vi phạm thời gian qua khi lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra xử lý những trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn không ít tài xế đã không chấp hành có trường hợp đã bỏ xe rồi chạy trốn khỏi hiện trường vậy những trường hợp này sẽ bị xử lý như thế nào là thắc mắc của nhiều người Trả lời vấn đề này, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty luật pháp trị thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người có thẩm quyền thì sẽ bị xử phạt ở mức cao nhất. Đối với người điều khiển ô tô thì mức phạt cao nhất có thể lên đến 40 triệu đồng và đối với xe máy là 8 triệu đồng. Cụ thể khi người điều khiển mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện và các loại tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại phương tiện tương tự không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì mức phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, bị tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày. Luật sư Quách Thành Lực cho rằng khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì người điều khiển phương tiện giao thông nên nghiêm chỉnh chấp hành đúng theo quy định. Việc cố tình không chấp hành đo nồng độ cồn có thể bị phạt mức cao nhất. Ngoài ra, nếu cản trở lực lượng cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn thì người vi phạm có thể bị xử phạt hình sự về tội chống người thi hành công vụ tại điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015. Người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm, có tổ chức phạm tội hai lần trở lên, xối dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, dịp Tết Nguyên đán, hầu hết các hành vi vi phạm giao thông đều có xu hướng tăng, trong đó chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đua xe trái phép. Vi phạm quy định về nồng độ cồn trước, trong và sau Tết diễn ra khá phổ biến. Theo điều 5, điều 6, nghị định số 100 năm 2019 của chính phủ, mức phạt đối với vi phạm nồng độ cồn được áp dụng như sau. Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở từ nhỏ hơn 50mg trên 100ml máu, nhỏ hơn hoặc bằng 0,25mg trên 1 lít khí thở, thì phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng đối với xe máy, và phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng đối với xe ô tô. Nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở lớn hơn 50 đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc 0,25 đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở thì phạt từ 4 đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng đối với xe máy, còn với ô tô thì phạt từ 16 đến đến 18 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng nồng độ cồn lớn hơn 80mg trên 100ml máu hoặc lớn hơn 0,4mg trên 1 lít khí thở thì phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tối đa 24 tháng đối với xe máy. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng đối với xe ô tô. Còn với lỗi chạy quá tốc độ cho phép, mức phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô có thể lên tới 12 triệu đồng. Cụ thể, Xe máy chạy vượt quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km một giờ thì phạt tiền từ 300 đến 400 nghìn đồng. Từ 10 đến 20 km một giờ thì phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng. Từ trên 20 km một giờ phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Còn đối với ô tô, vượt quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km thì phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Từ 10 đến 20 km phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tối đa 3 tháng. Từ trên 20 20 km đến 35 km, phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, thước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Từ trên 35 km một giờ, phạt từ 10 đến 12 triệu đồng, thước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Bên cạnh đó, người điều khiển xe ô tô vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, người điều khiển xe máy bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Đáng lưu ý theo quy định hiện hành, hành vi đua xe trái phép bị phạt rất nặng. Cụ thể cá nhân đua xe ô tô bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng, đua xe máy bị phạt từ 10 đến 15 triệu đồng. Ngoài ra lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe cũng tăng mạnh, lái xe ô tô sử dụng điện thoại sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, điều khiển xe máy bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, theo nghị định số 123 năm 2021, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600.000 đồng. Hành vi chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm cũng bị áp dụng mức phạt tiền này. Việc đội mũ bảo hiểm nếu không cài quay theo đúng quy cách cũng sẽ bị phạt lỗi như không đội mũ bảo hiểm. Với hành vi không có giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, người đi xe máy bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng. Nếu tham gia giao thông mà không có giấy phép lái xe, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng, người điều khiển xe máy bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi quý vị đừng quên nhấn nút subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo